Chào mừng tất cả các anh chị em đã quay trở lại với kênh của tớ. Các cậu ơi, một mùa thi đã đi qua và một mùa ôn lại đến. Thì đâu đó vẫn còn các em nhỏ đang loay hoay là không biết cách pha và tô màu như thế nào sao cho đúng cách. Cho nên tớ mới cho ra video này để giúp cho các bạn mới tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Mời mọi người xem tham khảo video của em nha. Đầu tiên là cách lấy màu đúng. Các bạn có nhớ trong các lọ màu thường có sẵn nước màu loãng bên trong phải không nào? Đó là nước pha kèo để bảo vệ bề mặt màu khỏi bị khô. Cho nên hãy lấy bay sạch, gạt nước trừ ra và chỉ lấy phần màu đặt bên trong thôi nhé. Mình để ý một số bạn hay lấy cọ đang còn dính màu để lấy màu. Các bạn đừng làm như thế nhé, vì như thế sẽ làm cho màu bên trong lọ dễ bị dơ, dễ sinh ra nấm mốc rồi hư luôn. Tức là hãy cẩn thận với các màu sáng. Vấn đề thứ hai là lấy nước để pha màu sao cho dễ kiểm soát. Hãy đảm bảo là các bạn đã chuẩn bị sẵn 2 ly nước, 1 ly để rửa cọ, 1 để lấy làm nước pha màu. Để pha màu, các bạn hãy dùng một cây cọ thật sạch rồi nhúng nhẹ phần đầu cọ vào mặt nước. Cọ sẽ tự động hút nước. Nếu cảm thấy nhiều, hãy gạt bớt nước ở thanh ly và hãy từ tốn pha đến khi nào bạn cảm thấy vừa đủ nha. Bạn đừng lấy nước liên tục mà quên kiểm tra là đã vừa đủ chưa. Nếu loãng quá, màu sẽ rất là khó tô và sẽ rất là cực khi mà phải pha lại đấy. Sai một ly là đi một dặm mà. Vấn đề thứ ba là cách tô màu. Một số bạn hay than thở rằng mình tô màu hay bị lem nhem, tô không đều, tô thường xuyên bị lâu. Các bạn nên nhớ rằng mỗi loại cọ tạo ra đều có một mục đích sử dụng riêng. Vì thế, trong bộ môn trang trí màu, chúng ta sẽ sử dụng hai loại cọ. Một cọ dẹp đầu vuông, hai là cọ đầu tròn. Đối với những mảng lớn có đường biên là các cạnh thẳng dài hoặc hơi hướng vuông góc, một cây cọ dẹp có phần đầu vuông góc sẽ rất là hữu dụng cho những mảng như thế này. Hãy tô một bên theo hướng thuận mắt trước. Sau mỗi nhát cọ khi tô xong, hãy miết lại một lần nữa để cho những chỗ bị dày màu được xẹp xuống cho thật phẳng. Các bạn được quyền xoay bảng, nên mỗi khi tô xong, đến những vị trí khuất tầm nhìn, hãy xoay lại sao cho dễ quan sát hơn nhé. Khi tô những mảng nhỏ có nhiều đường gấp khúc, những chi tiết trong bài thì còn gì phù hợp hơn là một cây cọ đầu tròn để vẽ những đường cong cũng dễ, mà khi kê những chi tiết thật là nhỏ cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ có một chút lưu ý cho các bạn là chỉ cần lựa đúng size cọ cho những chỗ cần tô có độ to nhỏ khác nhau. Và khi tô vành cuối cùng, nhớ nhấc cây cọ lên cao để không bị lem màu ra ngoài.
Vừa rồi là những chia sẻ của tớ về các kỹ thuật pha và tô màu cơ bản trong môn trang trí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mong sẽ nhận được sự ủng hộ các bạn cho những cái video tiếp theo. Và đừng quên là hãy thường xuyên luyện tập các kỹ năng này các bạn nhé, nhất là các bạn mới. Cảm ơn các bạn một lần nữa và xin chào, hẹn gặp lại.